hit me. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cái bộ trang phục tiếp theo của Kẻ Đào Vàng trong đợt cầu CO4 có tên là Hiệp Sĩ Xa Lộ. Đấy, các bạn thấy là cái bộ trang phục này thì nhân vật Kẻ Đào Vàng được mang một cái xe nó rất là xịn đúng không? Màu đỏ, kiểu nó đặc trưng hơn là hai nhân vật nữ kia. Hình như là cái nhân vật Jimmy Tập Kỹ chiều nay mình sẽ review là cũng có mang một cái xe mà kiểu không được xịn như là nhân vật này. Rồi, ok, mình sẽ vào luôn trận đấu cho cả anh em cùng xem nha. Đây là nick của bạn Hưng Thịnh. Thì rất là may bạn này bạn ấy xài luôn cả trên hệ điều hành iOS. Mình mượn luôn, tại vì là mình có cái cảm giác chơi iOS thì nó mượt mà hơn rất là nhiều. Còn bên cái Android thì nó nhiều khi mình phải chơi ban đêm nó mới mượt, chứ ban ngày nó kiểu nó lắc lắc kiểu gì rất là khó hiểu. Đấy, trận này đi với Đạt chủ tế đây. Tim đập bịch 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 bịch. Đâu ở? À, nó đi xe các bạn ơi. Con hề nó đi xe. Mình cứ tưởng nó đến đây, đến đây. Không không không. Đừng 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 đừng. Đào Vàng này sửa máy rất là nhanh nha. Chỉ có một cái nhược điểm, đó chính là hiệu chuẩn nó hơi nhỏ. Cho nên là canh phải chuẩn, không là nó sẽ rất là khó để trúng. Đặc biệt là đứng gần Hunter luôn. Với lại Đạt là một người rất là ít chơi game, cho nên là mức rank của bạn này thì ở bọ với lại nhện thôi. Với lại bọn mình chơi với nhau rất là lâu rồi, cũng không quan trọng về ba cái việc rank lắm, bởi vì mình cũng chẳng bao giờ đi rank cả. Cùng lắm là đi rank Hunter thôi, bởi vì thắng hay thua là do bản thân mình quyết định, chứ ít khi mình đi rank survival lắm. Cho nên là cái việc mình gặp Hunter kiểu thấp hay là cao chăng nữa thì đối với mình cũng không quan trọng lắm. Kiểu mình làm video thì cho các bạn xem giải trí thôi. Cái nào hay thì các bạn xem. Rồi những cái skin nào các bạn thấy hợp với mình thì các bạn mua. Nó kiểu đối với mình thì không quan trọng về vấn đề cày rank cho lắm. Nên là có một số người nói mình về cái vấn đề là mình lợi dụng Đạt rank thấp để kiếm Hunter rank thấp là không có nha. Các bạn biết là rank thấp cũng tùy người chơi chứ đâu phải là dĩ nhiên là cứ vào rank thấp là gà đâu, không hề luôn. Mình gặp rất là nhiều trận rank nhện mà hành bọn mình ra bã luôn ấy. Nhưng là cái tư tưởng mà bảo mình lợi dụng Đạt về rank để cày là không có, thực sự oan uổng kinh khủng luôn. Mà dù có chăng nữa thì thắng thì dĩ nhiên là mình sẽ gáy rồi. Ai mà thế, thắng là phải hung tung hô lên chứ, không lẽ thắng lại buồn. Chết rồi, dí mình rồi. Cái này là mình phải đập hết ván xuống. Mấy cái ván chỗ này nó hãm lắm. Ủa, cái vòng chủ tế đây này, nếu mà mình không đập ván xuống là rất là dễ bị ăn đập luôn. Rồi, bạn này bạn lên cho nỏ là nhánh số 9. Mình thì lại hay mang nhánh 6 cơ, tại nãy quên chỉnh luôn. Thôi kệ, chơi nhánh 9 cũng được. Nhây rất là sướng, quá đã luôn. Tùy các phong cách của người chơi thôi, cũng không phải yêu cầu quá. Còn đối với những nhân vật chuyên về reskill, ôi dồi tục biến, may quá. Chuyên về reskill dĩ nhiên là phải mang về mấy cái 6 rồi, không thể nào mà bàn cãi được. Rồi, bạn dĩ mình, nhân vật này thì có cái khả năng đẩy cực đã luôn, hút cực xịn luôn. Hút thì gây stun, đẩy thì nếu mà trúng địa hình cũng stun, nhưng mà không trúng thì lại đẩy xa ra, cũng đỡ rất là nhiều thứ. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Cái emote này mà được sử dụng vừa đi vừa dùng thì vui. Chỗ này cẩn thận đường ray nó có xe nha. Chuẩn bị có thêm một cái nam châm nữa rồi. Úi giời ơi, bạn hề này tông không được xịn. Ow. Phá đi.
Thôi được rồi, mình chạy sang chỗ khác chơi. Vẫn còn đang khóc lóc. Này bạn ơi, có cái nam châm này, ăn đi. Úi dồi ôi. Ủa, dính nam châm nữa. Xe tông xong. Đấy. Này, thêm một nam châm nữa này. Hút cho phát này. Úi dồi. Bạn này đúng khổ luôn á. Đây là bạn Hề phiên bản Hoan 4 Rio này mọi người. Không biết tông, không biết lái luôn á thiệt. Mình lái máy này dở lắm. Xem top player người ta chơi thế mà ham. Ồ, tiền đạo đâu ra bị nó đánh cho rồi. Thôi đi vô nha. Nhây nãy giờ đủ rồi, mắt đỏ không dám đột sờ tới. Đâu rồi? Không biết Đạt chạy đi đâu mất tiêu rồi. Ô, vẫn cứu được kìa. Eo ơi, dị thế, thôi để vào hit drama. Đứng ngoài này hóng hớt không được gì hết trơn. Nếu mà các bạn có mà chết biến thành linh hồn của ông thám tử thì các bạn có thể thoát ra vô lại nha. Các bạn sẽ được xem mọi thứ như bình thường, không phải dùng ông thám tử nữa. Dùng thám tử đi long nhong chóng hết cả mặt. Ở đây rồi, thoát hết rồi. Rồi, ok, và các bạn được chuyển kênh nhé. Mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả anh em cùng xem nha. Ok, mình đã quay trở lại với trận đấu thứ hai. Ngày hôm nay là ngày thứ bảy rồi. Sáng nay mình học quốc phòng, cái môn mà mình rất là thấy khô khan luôn. Nhưng mà thầy này thấy rất là kiểu chắc phải u ba mấy tuổi thôi, nhưng mà kiểu nắm bắt mọi thứ trên toàn thế giới ấy. Nói chuyện rất là hay, kiểu giống y như là một người mà sinh ra để mà thu nạp những cái thông tin, những cái lịch sử, những cái địa lý, những cái câu chuyện trên xã hội. Chết rồi, đứa nào? Ai? Robby đâu? Úi dồi, cắm mắt thì thôi. Mình chuồn đây. Đấy, nó cắm con mắt vô là tự nhiên cảm giác mình đi nó rất là chậm luôn. Xong rồi nhảy ván chậm nữa, làm cái gì nó cũng chậm. Số được cả ruột. Phá ván đi em yêu ơi. Robby rất là mạnh ở trong khu vực có cây nha. Nếu như mà Robby mà không trồng cây dĩ nhiên sẽ rất là phế. Cái thứ hai là cứ mỗi lần đi qua mấy cái vòng màu xanh và mấy cái lửa tím nó cứ bao vây nhìn rất là bực bội. Rồi sao bạn ơi? Mình là không có đi qua cái cổng xanh đâu nha. Tự nhiên kết thúc cuộc đời mình rất là dở ương ương. Cứ cài vào nhìn nó sướng. Trời ơi, cắm mắt phải đi ra khỏi cái vùng mắt luôn á. Tính ra thì nhân vật này rất là dễ để chơi. Các bạn có thể là hút khi mà các bạn đảo chiều, không muốn đẩy thì đẩy nguyên. Nè, coi nè. Nếu đứng gần quá thì đẩy nó ra xa, hoặc là mình hút nó vào cho làm choáng này. Và lưu ý là nếu các bạn hút vào địa hình, các bạn cũng sẽ bị choáng một chút nha. Sốt ruột. Úi giời ơi. Anh chàng đẹp trai đánh trúng mình rồi. Khu này hồi nãy cay hết rồi. Và các bạn phải lợi dụng những cái tủ hoặc là những cái máy để các bạn tăng tốc độ chạy nha. Cái nội tại này 70 mấy giây nó mới hồi một lần. Đó, mỗi lần cai là phải lợi dụng như thế. Hết thời gian là bô vào liền. Ui sao chết rồi. Hút lửa đi nhanh thật đấy. Năm châm mình đẩy không kịp luôn. Ôi, ngồi một chỗ rồi. Thời anh liệt của ta nay còn đâu.
cái ghế tên lửa này là ngày xưa nhìn nó đúng là kinh dị thật, ngồi lên kiểu rất là sợ không. Nhưng mà đối với mình nếu mà thay đổi một chút thì cho thêm cái dây gai á. Ô chủ tế cứu. Vẫn còn cái vòng đen này. Ăn cái ván đi. Nên cho dây cột lại thì đẹp hơn là cái gì? Cái đai bảo vệ. Ba máy. Đi lòng vòng quanh đây xa xa để cho nó đỡ bị tù, chứ đi một chỗ này nguy hiểm lắm. Bắt đường mình mới kinh chứ. Các bạn phải ném nam châm ở những cái khu nào mà nó hẹp hẹp á thì rất là dễ để hunter nó dính vào. Chứ nếu như mà các bạn ném ở cái vùng mà nó rất là dễ để có thể là tránh được cái nam châm đó thì sẽ rất là tiếc. Đấy. Mà có vô tình ném hụt thì dĩ nhiên là các bạn phải dụ nó đi vào cái khu đó rồi, không thể nào mà bàn cãi được cái vấn đề đấy. Còn một cái nam châm nữa nè. Úi giời ơi, bể lồng phổi. Au, hay. Bạn này không thèm trồng cây luôn á. Không được ván đâu, không được ván đâu. Ngu một lần thôi, ngu hoài sao được. Nó đi nhanh quá. Không trồng cây luôn á, làm sao mà chơi. Còn đúng một máy thôi này, ngon lành luôn. Ok, nhanh nào. Ủa mấy bạn này nổ máy luôn à? May nó không đuổi mình á. Ủa công nhận nó có những chín nổ máy xong nó nhảy ván này cửa nó sướng. Còn đuổi không? Vẫn đuổi. Vẫn đuổi. Bạn dí mình là bạn sai rồi, mình còn mỗi củ có mỗi cái nam châm. Thật sự ra thì nhìn mặt của kẻ đào vàng nhìn rất là hiền lành đúng không? Kiểu còn trẻ. Ủa nó không đuổi mình nữa này. Trang phục tự nhiên có một cái ống bô đeo ở ngay cái lưng. Khói cả hầy. Tự nhiên, ủa vẫn đuổi theo mình à? Sao nãy không đuổi, tự nhiên giờ đứng cổng còn đuổi. Vô đây cho một cái stun nữa nè. Thôi đùa thôi. Đi đây. Thương bạn này ghé. Úi dồi, bạn này ranh nhện ba bảo sao. Đấy. Lợi dụng đạt. Hài.